Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh học của tướng này sẽ giới thiệu các bạn ván cờ đỉnh cao để trong cờ tiêu chuẩn của giải cờ tướng A2 vô địch đồng đội quốc gia năm 2024. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Đào Quốc Hưng và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Xin kính mời các bạn đón xem. Chứ
吃。 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 将军。 Và tới hình cờ trên, sau thủ pháp cho bình tốt vào kẹp cửu, đáng mai phục phần cờ đập sĩ để sát cục thì bên đỏ lập tức cho vén đợi qua để dùng phá phòng thủ. Tuy nhiên, đây là một biến hóa sai lầm khiến cho bên đỏ thua ngay về sau. Ngoài ra thì bên tiên đến từ danh thủ Đào Quốc Hưng có thể cho vách xích qua thì có phần tốt hơn. Khi đó thì bên đánh bạc có thể lập tức đi phần cờ binh 3 tiến 1. Đánh như trên mà bên đỏ cho tiến binh thì có thể cho phát triển mã qua. Xe 8 lùi 2 thì thoái xe về. Đây vẫn là hình cờ khá phức tạp và tương đối cân bằng dành cho cả đôi bên. Cả hai bên đều có thể chơi được trong hình cờ đó. Còn trong hình cờ trước đó, khi mà bên đỏ cho vách xích qua, nếu mà bên anh Bảo sai lầm cho thoái xe về bắt sĩ thì có phần không hay. Khi đó bên tiên hoàn toàn có thời cơ có thể cho kéo con xe về để thủ ngay, để tìm hướng bắt tốt, triệt tiêu thế công đến từ bên đen. Bên đen có bình xe qua, tiếp tục kéo con xe lộ 2 về để tìm hướng bắt tốt. Các bạn thấy ngay con tốt nguy hiểm đến từ bên đen sẽ bị tiêu diệt trong hình cờ đó. Các bạn sẽ cùng đoán xe phần cờ trong thực chiến đến từ bên đỏ của Đào Quốc Hưng. Sau khi bị anh Bảo cho bình tốt qua đe dọa tấn công sát cục thì bên đỏ lập tức cho vén tượng qua để hy vọng dùng con pháo ở trung lộ để phòng thủ. Tuy nhiên đây là một biến hóa sai lầm. Đường cờ sống xét đến từ danh thủ Thanh Bảo lập tức là phần cờ cho phế xe ngay. Và sau hình cờ trên thì bên đỏ chính thức buông cờ nhận thua. Bởi các bạn thấy ngay, ăn tốt qua xe lập tức bị sát cục ngay. Xe bộ bình 5 tuyệt sát. Như vậy kênh học của tướng online vừa kết thúc các bạn ván đấu trên. Cảm ơn các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.